Tại sao có 11 triệu ngôi nhà bỏ hoang ở Nhật Bản và con số này lại còn tăng không? Gần đây, Viện Nghiên cứu Nomura ở Nhật Bản đưa ra con số là 11 triệu căn nhà Nhật Bản đang bị bỏ hoang và con số này đang tăng lên rất là nhanh. Và gần đây có một anh người Úc mua một căn nhà rộng 250m² ở Nhật với giá khoảng 600 triệu Việt Nam đồng, tức là 23.000 đô la. Lấy con số 600 triệu đó mà chia cho 250m thì tính ra 1m² chỉ có 2,3 triệu đồng so với việc chúng ta đang ở Việt Nam chúng ta mua mấy chục triệu một mét vuông, hoặc có những căn chung cư đến hàng trăm triệu một mét vuông. Lý do vô cùng quan trọng là dân số Nhật Bản đang già đi nhanh chóng. Họ đạt đỉnh dân số vào năm 2009 ở mức 128 triệu người và từ đó đến giờ dân số đang giảm đi. Người già thì độ tuổi rất là cao, sức khỏe tốt, nhưng mấu chốt là người trẻ không chịu đẻ. Mặc dù Nhật có rất nhiều phim hay và nhiều thần tượng của giới trẻ toàn châu Á, toàn thế giới, nhưng bản thân họ thì lại không chịu đẻ vì áp lực cuộc sống, vì họ muốn chăm lo cho bản thân nhiều hơn, vì họ có xu hướng sống độc thân thay vì là họ muốn đẻ con và chăm sóc gia đình. Và điều này sẽ làm cho dân số của Nhật giảm đi đến còn 73 triệu, tức là mất đến 40% trong năm 2100. Và khi mà người trẻ không có sinh ra, người già mất đi thì tỷ lệ nhà bỏ hoang nó sẽ càng tăng hơn nữa. Điều này ngược với ở Mỹ, mặc dù có thể người trẻ không muốn đẻ nhưng cái tỷ lệ dân nhập cư đến rất là đông và khiến cho dân số Mỹ vẫn đang tăng dần. Nhưng mà Nhật thì dân số đang giảm khủng khiếp. Và đây là một cái vấn đề không chỉ của Nhật mà còn của Trung Quốc, của Hàn Quốc và Việt Nam trong thời gian tới. Và thế thì những bạn mà đang chật vật mua nhà ở Việt Nam thì chúng ta thử nghĩ cơ hội là chúng ta sang Nhật làm ăn và mua những căn nhà với giá cực rẻ, chỉ đâu đó vài triệu đồng một mét vuông. Có khả năng đấy không nhỉ? Anh em nào đang ở Nhật thì có thể cho một vài ý kiến cho những bạn ở Việt Nam nhé. Vì mình mới chỉ sang đấy chơi thôi, chứ mình chưa tìm hiểu sâu về thủ tục mua bán cũng như vấn đề mua bán này.